đội tuần tra. Chào Frank nhí, em không thấy tụi anh đúng không? Và em nữa Hector nhí, các em thích làm gì vậy? Chơi ném và chụp bằng kẹo của Carrie à? Vui thật đó. Chào Carrie. Chúng ta thử thêm lần nữa nha. Được rồi các em, chuẩn bị. Em có sao không? Em nghĩ là viên kẹo đó bị mắc trong họng của em sao? Em muốn gọi cho đội tuần tra à? Được rồi Hector nhí, nhanh lên. Chúng ta có trường hợp khẩn cấp. Frank nhí bị mắc kẹo ở trong họng. Các bạn có giúp em ấy được không? Nhanh lên các bạn. Bệnh viện sao? Bạn làm gì ở đây vậy Matt? Bạn tính nhờ xe cứu thương Amber tới giúp sao? Đội tuần tra tới rồi. Và có dẫn theo Amber. Có ý kiến nào không? Một ly nước. Frank, có thể dùng vòi nước của bạn không? Thấy tốt hơn chưa? Ôi không! Các bạn còn ý kiến nào khác không? Mở miệng ra nào, Frank nhí! Hector, tụi mình cần bạn giúp. Đừng lo Frank nhí, Hector biết phải làm gì mà. 1, 2, 3. Tốt hơn rồi đó. Làm tốt lắm các bạn. Nè, viên kẹo đó văng đi đâu rồi?
có gì vui vậy? Ồ, nó đây rồi. Amber nói đúng, Frank nhí à. Em không nên chơi đùa khi ăn uống, nó rất là nguy hiểm đó. Được rồi Frank nhí, miễn là em đừng tái phạm. Và các bé cũng vậy nha. Làm tốt lắm đội tuần tra. Và bạn nữa Amber, hẹn gặp lại lần sau. Xe tuần tra. Ôi trời, hình như Matt và Fran đang đuổi theo một chiếc xe chạy quá tốc độ. Chạy nhanh hơn đi Matt. Làm tốt lắm các bạn. Hãy đưa tên hư hỏng này về nhà giam SQ đi. Chào Hector. Nhìn đi, Matt và Fran đã chặn được kẻ vượt quá tốc độ. Bà không biết Matt và Fran đi làm nhiệm vụ sao? Matt và Fran nghĩ rằng chỉ cần hai xe họ là đủ. Các bạn ấy không muốn làm phiền bạn. Chúng ta nên đi và xử lý tên xe hư hỏng này. Hẹn gặp bạn sau nha Hector. Đừng lo lắng Hector, mình nghĩ là họ không có ý gì đâu. Không cần phải bực bội đâu, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Là một trường hợp khẩn cấp, bà cần báo cho Matt và Fran vì hai bạn ấy đang ở trong phòng giam với tên vượt tốc độ. Tự một mình bạn làm sao? Gì vậy? Một tên vượt tốc độ khác sao? Chúng ta có nên gọi Matt và Fran giúp không? Không hả? Được rồi Hector, nếu bạn chắc bạn có thể làm một mình được. Chiếc xe vượt tốc độ đó đâu rồi Hector? Bạn thấy không? Ở kia kìa. Đi bắt mau Hector. Nè. Dừng lại đi, cô đang chạy quá nhanh. Ồ không, bạn sẽ làm gì đây? Bạn sẽ nhờ Matt và Fran giúp hả? Ý hay lắm. Nè các bạn, Hector cần các bạn giúp. Giờ các bạn có thể đến không? Tuyệt, đi thôi. Họ đến rồi Hector. Hãy đi và bắt chiếc xe hơi hư hỏng chạy quá tốc độ đi. Bà có thể thấy cô ta không? Chậm lại. Ồ không, cô ta chạy xa rồi. Bạn có ý gì hả? Bạn sẽ chặn con đường bằng cách dùng cái móc của Hector sao? Được rồi Fran, mau làm đi. Giờ để xem liệu Matt có thể dụ cô ta vòng lại đường này không. Bắt được cô rồi. Làm tốt lắm mọi người.
làm việc nhóm thật tuyệt. Các bạn, Heather thật sự rất xin lỗi vì bạn ấy không nhờ các bạn giúp. Matt và Fran cũng xin lỗi vì lúc nãy họ đã không nhờ bạn giúp đó Heather. Kể từ giờ, đội xe tuần tra sẽ luôn làm việc cùng nhau. Tạm biệt Heather, tạm biệt Matt và Fran. Hẹn lần sau gặp lại. Đội tuần tra. Chào mọi người. Đang chuẩn bị cho buổi diễn bay lượn à, em bé? Penny à, bạn có thích thú khi tham gia buổi trình diễn cùng với Rocky và Heather không? Ồ, bạn muốn trở thành ngôi sao của chương trình à? Chuyện gì vậy Heather? Bạn nghĩ bạn mới là ngôi sao sao? Bạn nên chia sẻ ánh hào quang, bởi vì chương trình này là để quyên tiền cho bệnh viện. Rocky sắp tập luyện cho cú phóng. Chúc may mắn Rocky. Penny đi đâu vậy? Sắp tới lượt cô ấy tập vợt rồi. Penny đâu rồi Heather? Thật kỳ lạ, Penny hình như biến mất luôn. Đừng lo Amber, hãy gọi cho đội tuần tra, họ sẽ tới điều tra việc này. Chào các bạn. Amber cần các bạn giúp. Penny bị mất tích ở sân bay rồi. Đúng đó Matt, Heather đã ở đó rồi. Đã có một thành viên của đội tuần tra. Nhưng chúng ta cần bộ óc của bạn và sức mạnh của Fran để giải quyết vụ án. Các bạn có giúp được không? Tuyệt, đi thôi. Đội tuần tra tới rồi, hãy kể cho họ mọi việc Amber à. Penny đã ở đây với Heather. Bạn đã quay sang xem Rocky và Penny mất tích lúc đó à? Thật kỳ lạ. Heather à, bạn có thấy Penny bay đi không? Bạn đã làm gì khi Rocky đang tập luyện? Chỉ bay vòng vòng thôi à. Nếu Penny đã bay đi thì bạn phải nhìn thấy cô ấy chứ. Bạn có muốn giúp không Heather? Bạn hãy kiếm xem có gì từ trên không không. Penny có lẽ đã bay vào nhà đổ máy bay và bị khóa ở trong đó. Có vẻ như đã có máy bay đổ ở đây. Bạn có nghĩ Heather đã khóa Penny trong đó không?
Làm tốt lắm, Frank. Penny kìa. Gì vậy? Hector đã khóa bạn ở đây sao? Hector xin lỗi, Penny à. Anh ấy muốn trở thành ngôi sao của buổi diễn hôm nay. Đúng đó, MB. Mọi người đều có những điểm nổi bật riêng. Nếu các bạn hợp tác với nhau, buổi diễn sẽ thêm phần hấp dẫn hơn. Penny bỏ qua cho bạn rồi, Hector. Hãy bắt đầu buổi trình diễn thôi. Chà, thật là tuyệt. Hector kìa, tuyệt. Anh ấy bay xuyên qua trái tim luôn. Buổi diễn thật đặc sắc. Cảm ơn đội tuần tra đã giúp đỡ. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau.